đường trên kinh tế được bên mà khá lên chút á. Trên đường đến Phi Lai. Mới khá như đi. Còn khá nữa thì tình lao tới trời luôn á. Cho nên mà cái này mình phải đọc lại cái bia đó, cái bia chùa Khai Nghiêm. Chùa Bề thì lại đúc. Chùa Phi Lai. Chùa Thập thì lại dần lên nghe nó cứ một cái kẹp. Đi từ địa tạng Phi Lai, đoàn đi về Phi Lai. Ngày hôm nay cùng với nhà văn Hoàng Quốc Khải, lão nhà văn 86 tuổi, lão thiền sư 80 tuổi đến thăm chùa Phi Lai. Pháp vân vân phụ pháp vụ bằng trạch, pháp giới nhuận quân sinh. Ông dịch vân pháp vân vụ. Pháp vụ bằng đà pháp giới nhuận quân sinh. Cổ đại lôi đại lôi chấn, kiếp đại thiên thần chính giác. Những câu đối này là cổ đúng không? Câu đó là cổ đúng không? Trên núi này là lại tư tâm, tâm không tâm hòa chân tâm. Là đâu rồi? Nhập thử niệm niệm, chánh niệm, hợp Phật niệm, lai tư tâm, không tâm, hòa chân tâm. Đây cái tường nữa không? Cái tường này là tường này bảo vật đấy. Đúng rồi chưa công? Tường này phải xếp hàng là bảo vật kia. Đấy. Tường nữa không? Tường đấy tỷ vô xem không? À, từ tường này nè. Dạ vâng. Giống như chỗ tường trên Phật Cách Tây. Chùa Phi Lai, thôn Ngô Xá, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cái tháp Chương Sơn ở trên núi này, chúng tôi lên tháp Chương Sơn này vì phá hết rồi, chỉ còn cái nền mỏng không? Hôm con đi là ông đi với ông Đoàn Văn Kiện. À, ông đọc, ông này có trong này, câu đối trong này. Lai vô sợ lai. Thế tùy cơ viên bộn nguyện, khứ vô sợ khứ, sinh sinh hành đạo mạn túc nhân. Câu đối đây hay không nhỉ? Trường lục hiền kim thân, phi không phi sắc, đại thiên quy bảo sở, tức cảnh tức tâm. Hay quá, cái câu đối đây hay thật. Nổi đâu ông leo trên đó là bây giờ có đường lên rồi đó. Nhưng mà cái đường lên này mới hoàn toàn luôn. Hay quá. Hôm con về là đường này chưa có ông là phải cầm rửa thuê người phạt vừa đi. Chờ mới là mấy tháng giờ khác lên á. Chắc lại mới làm thêm đây thôi à. Con quên. Đây cái tháp. Chờ. Hay quá. Cái này là ý gạch bên chỗ ở đó đó ông. Bên Phi Lai đấy. Ý gạch bên đó đó. Dạ. Thứ nhất là hai chỗ này đều là Phi Lai cả. Đúng rồi. Thì có khả năng là mình đó đó. Thì đây có gạch chứng thân đây này. Có chỗ cái gạch thì cái gạch có đây là rồi có công nhất không. Đây. Đây nghe. Không, cái đến để tăng cái đến vì đến đây Hồng Lý Nhân Tông. Hồng Lý Thánh Tông có. Cái nào Lý Gia Đề Tam. Lý Gia Đề Tam là đúng Thánh Tông. Rất hay là từ đầu năm là con đến đây là phải phát đường. Đi nó lạc đường không? Đi từ bên kia. Đi lên từ dưới kia đi lên. Thì sau đó là nghe nói người ta đầu tư để làm con đường này. Rất hay. Bây giờ ông lên là đường là làm xong. Để tháp Chương Sơn.
Một cái tháp cực kỳ nổi tiếng, không còn hình ảnh đâu nhỉ. Khi Pháp vào đây nó đã phá rồi à. Nó sập. Ông đi lên trên không? Đây. Đấy, cụ kia là viết về nhà Lý nhưng mà đã lên đây đâu. Chưa đến Trường Sơn. Mà phi lai, nếu phi lai là phi lai này là chắc là phải đầu. Quá trên khi họ làm đấy là dứt khoát sẽ phát được nhiều thứ đâu này. Làm đấy á. Trên đúng là may nhờ chúng tôi đi đến đây từ đầu năm. Chứ còn với cách mà đây là chưa phục dựng mà đã làm rất là kém rồi. Cho nếu người ta chỉ mở đường lên thôi. Mở đường lên mà cái dấu tích này là người ta để yêu ý như vậy không? Đẹp mấy. Đấy nó vượt đất nó bỏ lên ở giữa này. Bày quá. Đừng đến đây, đến giờ bây giờ mà người ta phạt quang hết toàn bộ vùng này. Đến cái đỉnh tháp Dương Sơn. Ông thấy không? Nếu mà đi sông Đáy ngoài này ông này. Xong đẩy về là cái ngần cửa ngã ba độc bộ lớn lắm. Thì nếu cái tháp ngày xưa tháp ở đây là xung quanh này thì phạt thì là thấy ngay. Tháp cao mấy chục tầng là biết hết. Ngọn này xung quanh đây là đồng bằng không? Ngoài cái núi ở đó là chỗ bên Vũ Bản này, cái núi này. Còn toàn quanh này là đồng bằng. Đây là chùa. Ở trên núi là chùa, không biết xây về phía nào. Có thể xây về ngọn núi kia hoặc là xây xuống này. À, biển Đông. Biển Đông. Ra phía này không hả? Đúng rồi chứ. Hai bên bên đây phải có lóng, có hồ. Ông hộ nhị tiên. Tả hữu phân. Chắc cái này là để xây đâu không? Chắc cái này họ sẽ xây để làm kiểu này là sẽ xây. Đẹp chứ, làm cái trung tâm du lịch đó. Đúng rồi, cái này mà không có coi rồi. Phải làm mà chơi đâu. Cái tháp này làm đẹp quá. Cũng là không là khi mình đến hoang vu mà đặt chân đến sau đó là có như gì nhân mà đến không ai chua quýt gì đâu phải không? Khi mà mình về thì có gì đâu. Sau đó tự nhiên đường xá mọi thứ là coi như đây là mình đến là cái này cũng vừa xây xong này chưa hoàn thiện lắm này đấy. Từ đến tháp Trường Sơn à, đặc biệt là cái tháp này là khánh thành lúc vua Lý Thành Tông lên ngôi từ đạo hạnh. Vì vậy là chúng tôi đến đây là tại sao mà đến đây nghe và nhất là cuốn sách Sử Tích Đức Thần Lãng là lấy cái mẫu hoa văn là từ cái tháp của chùa Phi Lai và đình Phi Lai là nằm trong quần thể của tháp Trường Sơn, làng Ngô Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bao nhiêu năm biết cái tháp này muốn đến, bằng cách đến cho bằng được. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất là phải tự phát đường mà đi, lần thứ nhất là con tự phát đường mà đi không? Đứng ở đây là nhìn thấy cái chùa, chùa đây tí là quý vị sẽ nhìn cái tường đúng thời Lý Nhân Tông, tường cực kỳ đặc sắc. Đây người thầy đi lên tháp Trường Sơn đúng giờ đúng ngọ luôn, giờ của Phật luôn. Đây chân điện thì xuống nhìn cái tường, bức tường tường Lý nổi tiếng. Đây là cái đình cổ của đình Phi Lai, đình chùa Phi Lai, đình làng luôn, đình và chùa làng, mà đình là đình cổ. Giờ là vào chùa để thăm cái tượng cổ vải Phật, lại Phật gia hộ. Phi Lai Tự, cái chùa Địa Tạng, chúng tôi mấy ngày ở tại chùa Địa Tạng. Cái lịch sử mà ghi nhận về cái vị trí này thế nào ông nhỉ? Ông này. Đây là Lý Hầu. Dạ? Lý Hầu. Lý Hầu do lưu gì đây? Do lưu, à Lý Hầu do lưu thạch gì đâu này?
Ngô Sơn. Ngô Sơn thường ủng. Ngô Sơn, Ngô Sơn là Ngô Sơn là cái núi ngô, núi ngô. Núi Hồng Ngô. Ngô xã. Nhà của Hồng Ngô. Cổ từ thiên lai. Truyền thẳng địa. Thẳng tích. À. Duy Long. À Duy Long Trường Sơn. Độc Tôn. Độc Tôn Vũ Kim Thịnh Đại. Nghe nhà là Độc. Đây cái tháp này đâu mà hôm con về là chưa sơn đây này. Bây giờ bị sơn đâu này. Thân cái tường uổng quá. Đây nó bị sao mà phía sau này là phải dừng nó vậy. Ông thầy. Còn sắt nét còn là còn nét. Tháp này cái tường này là nằm giữa tháp không? Dạ. Tháp sắp còn cái tường mà họ thiên xuống đây. Nhưng mà không có cái chính sách tu bổ cho đàng hoàng, có nhẹ đẹp đẹp mà cái xi măng thì không thấy. Mà trong đó không đề cập gì cái nào, trong tư liệu không đề cập đến tường nào nghe. Nhưng mà rạp bề quá vừa rồi làm không làm lại cái nên là bị đứa cái mặt lại lưu sau không? Đấy cái đầu rồng thì là đứa lưu sau. Bề tường đúng tường y như tên Phật tích đâu. Nhưng mà đây là có cái chốt để dừng không này, nên đây là có cái chốt này. Đây rõ ràng là có bề có cái phần sau bị gãy, phần sau cái tường bị gãy. Cái tường tháp Trường Sơn, tường đời Lý Vô Lý Nhân Tông. Để chắc là khắc lại.